Nắm lấy tay người, che đi nửa đời đi vạn. Hôn lên mắt người, che người nửa kiếp. Từ thượng cổ thiên địa khai sinh, sáu cõi đã phân định rõ ràng. Từ thiên giới lịch kiếp xuống phàm trần lần đầu tiên ấy, hắn không hề biết hắn và nương tử sẽ trải qua một cuộc lịch kiếp lâu dài và thê lương đến vậy. Nàng vì hắn chết một lần vẫn chưa đủ, cách biệt luân hồi biền biệt. Trùng phùng thì ít mà tử biệt lại nhiều. Nàng hỏi hắn. Làm sao em có thể dừng yêu chàng được đây? Hắn cảm thấy tim mình đã bị vị thiên đế kia nhào nặng cho vỡ nát. Hắn biết mình phải trở lại thân phận cường đại của thượng thần mới bảo vệ được thế nhi của mình. Liệu hắn có làm được không? Còn nàng, trải qua biết bao cuộc phiêu lưu sinh tử của thế giới huyền bí kiếp sau cùng này, là kẻ tái sinh của Thường Hy, hàng mai nàng, có thể như Phượng Hoàng tái sinh từ tro tàn không? Liệu nàng có trở nên mạnh mẽ và giữ tâm vẹn nguyên mảnh tình từ thuở hồng hoang ấy không? Cùng đóng xem bộ tiểu thuyết Trường Tắc Khứ Niên Hoa để khám phá ái tình bí ẩn và tràn ngập các cuộc phiêu lưu tâm linh gay cấn nhưng lãng mạn trong thế giới huyền bí của một vị thần lừng lẫy của các thần linh phương Đông. Sang早已忘情的世界，曾经拥有你的名字，我的声音。